Mến chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, bác sĩ cây trồng sẽ cập nhật tình hình giá tiêu và cà phê cho bà con và các bạn. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi nhé. Sáng nay giá tiêu ổn định so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Kết thúc tuần trước, giá tiêu giảm nhẹ 500 đồng trên kg tại Tây Nguyên, dự ổn định ở Đông Nam Bộ, tại tỉnh Đắk Lắk. Đắk nông giả tiêu hôm nay được thu mua với mức 73.000 đồng trên kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 72.000 đồng trên kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 72.500 đồng trên kg. Tại tỉnh Bà Rịa, vùng tàu giá tiêu hôm nay ở mức 75.000 đồng trên kg. Còn tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 74.000 đồng trên kg. Thị trường trong nước đang trong giai đoạn trầm lặng do giãn cách xã hội phòng chống COVID-19. Việc thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam tiếp tục áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ chắc chắn ảnh hưởng đến thị trường trong tháng 8 năm 2021. Trong bối cảnh giãn cách, các công ty xuất khẩu không đi gom hàng được ở đại lý người dân đơn hàng tháng tới lại tiếp tục phải lấy ở kho dự trữ và tăng cường nhập khẩu. Vì vậy, kho tiêu dự trữ của Việt Nam khả năng tiếp tục bị ruột ruột trong tháng 8 năm 2021 và chỉ chờ hết giãn cách xã hội để mua bù vào. Đến lúc đó sẽ có đợt tăng giá mới cho thị trường trong nước. Ước ừ, tính lượng tiêu dự trữ của Việt Nam chừng 40.000 tấn. Tháng 7 năm 2021 có chuyên gia đã dự báo, nếu đến cuối năm giá tiêu đạt mốc 100.000 đồng trên kg thì thị trường sẽ bán hết số tiêu dự trữ trên trên thị trường thế giới. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Giá tiêu giao ngay tại sàn Kochi, Ấn Độ giảm 25 rupi tại ở mức 41.650 rupi. Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam đối với đồng Rupee Ấn Độ, INR, từ ngày 29 tháng 7 năm 2021 đến ngày 4 tháng 8 năm 2021 được ngân hàng nhà nước áp dụng tỉnh thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu là 311,89 VND/INR. Giá cà phê trong nước không có biến động mới sáng nay. Giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm đi ngang so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Tổng kết tuần trước giá cà phê giảm trung bình 800 đến 1.000 đồng trên kg tại các vùng trồng trọng điểm tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 35.900 đồng trên kg. Tại huyện Cư Mờ r Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay ở mức 36.800 đồng trên kg. Tại huyện EA Hạc Leo, Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 36.700 đồng trên kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông. Giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 36.700 đồng trên kg tại Gia Nghĩa và 36.600 đồng trên kg ở Đắk Rơ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 36.700 đồng trên kg. Chư Prong ở Pleiku và La Grai cùng giá 36.600 đồng trên kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 36.700 đồng trên kg. Do tình hình COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và việc thực hiện giãn cách ở một số khu vực đã khiến giao dịch cà phê trong nước trầm lắng trên thế giới kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 9 năm 2021 giảm 99 USD sạch tấn ở mức 1.786 USD sạch tấn. Giao tháng 11 năm 2021 giảm 99 USD sạch tấn ở mức 1.801 USD sạch tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9 năm 2021 giảm 16,95 cent sạc LB ở mức 179,55 cent sạc LB giao tháng 12 năm 2021 giảm 16,85 cent sạc LB ở mức 182,45 cent sạc LB. Kết thúc tuần vừa rồi, tuy giá cà phê hai sàn thế giới giảm, nhưng tụ chung cả tháng 7 tăng mạnh, như giá Arabica vẫn tăng 12% trong tháng 7 năm 2021 và tăng 55% so với một năm trước đây. London tăng 5,20% tức tăng 89 đô la tận. Nguyên nhân do thời tiết bất lợi làm giảm sản lượng trong năm 2021 và dự kiện sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới sản lượng trong năm tới. Nếu bà con thấy hay thì hãy nhấn nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất nhé. Cảm ơn bà con và các bạn.